Xin chào mọi người, mình tên là Thanh Tuyết. Ba điều để nói về mình đó là trung thực, tự tin và yêu thương. Xin mọi người hãy cổ vũ cho mình. Hôm nay ngày 16 tháng 7, mình đã thực hiện rèn luyện ghi nhớ và mình đã rèn luyện ghi nhớ được 152 con số ngẫu nhiên. 52 75 03 09 47 04 93 14 98 27 33 53 99 70 74 90 85 11 29 90 21 41 59 14 79 19 23 97 09 40 91 64 71 46 24 68 16 13 23 32 03 40 83 52 05 84 66 63 69 48 83 68 35 75 54 12 71 39 15 12 36 37 83 51 60 15 55 28 47 53 10 08 75 90 52 27. Đó là phần rèn luyện của mình ngày hôm nay. Chúc các bạn chúng ta một ngày mới thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.